Chào các bạn, nếu mà hồi nhỏ chúng ta thích học toán thì chúng ta cũng sẽ đi tìm X. Và nếu mà lớn lên và thích hãng Oppo với cái thiết kế điện thoại tràn viền thì chúng ta cũng sẽ đi tìm Find X. Và bây giờ nếu mà các bạn vừa thích điện thoại tràn viền, vừa thích Oppo và lại vừa đam mê siêu xe thì đây, Find X phiên bản Lamborghini. Thì ở trong cái clip này mình sẽ nói với các bạn 3 điểm đáng chú ý về cái chiếc điện thoại phiên bản đặc biệt này, về cái ngoại hình của nó, về cái công nghệ sạc nhanh Super VOOC, cũng như là những cái phụ kiện đi kèm. Và cái thứ ba mình sẽ nói về cái giao diện ở phiên bản đặc biệt này. Thì đây là cái hộp của Oppo Find X phiên bản Lamborghini, khá là đẹp, khá là sang với những cái họa tiết hoa văn ở bên ngoài. Bên trong là máy, và lại một lần nữa chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của logo Lamborghini rất nhiều lần. Đây là máy. Sẽ nói sơ cho các bạn những cái phụ kiện ở bên trong. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cục sạc Super VOOC, một cái sợi cáp khá là đẹp, cũng như là một cái tai nghe All-Free phiên bản Lamborghini dành cho Find X. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dạng carbon ở bên ngoài, và sách hướng dẫn sử dụng cũng như là que chọc sim. Thì đây là chiếc Oppo Find X phiên bản Lamborghini. Thì như bạn có thể thấy thì ở cái mặt lưng chúng ta sẽ có một cái mặt lưng gần như là màu đen. Tuy nhiên thì so với lại hai cái phiên bản bình thường, hai cái phần viền hai bên đối với phiên bản bình thường thì nó là cái dạng hơi ngã màu sang màu xanh hoặc là màu đỏ một chút. Thì ở cái phiên bản này, ở hai cái phần viền hai bên nó mà nghiêng nghiêng ở những cái góc khác nhau thì chúng ta sẽ thấy là những cái đường vân carbon giống như là những cái chi tiết carbon ở trên nội thất như là ngoại thất của chiếc xe Lamborghini vậy. Và ở phần dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái logo của xe Lamborghini với cái con bò ở bên dưới. Đấy, thì cái mặt lưng được hoàn thiện khá là đẹp. Đó, ở những cái góc độ khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Và giống như phiên bản đầu thì chúng ta cũng sẽ có những cái nút cơ bản ở hai bên hông, với cái phần viền được vác xuống ở hai bên hông khá là mỏng và cái cảm giác cầm khá là mượt tay. Cũng hai cái cạnh trên và dưới á, thì nó được làm vác lõm xuống một chút. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sạc USB-C, và đây là màn hình của Oppo Find X phiên bản Lamborghini. Thì thông số màn hình giống như là cái phiên bản bình thường. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực, cái camera nó trượt lên trượt xuống để nhận diện khuôn mặt cũng như là khi chúng ta chụp ảnh. Cái phần bên dưới này nó vẫn là màu đen bình thường. Và các bạn có thể thấy là những cái icon này nè. Đấy, những cái đường nét thiết kế theo cái dạng hình lục giác khá là mạnh mẽ. Những cái biểu tượng ở tất cả những cái ứng dụng thì nó cũng được đặt nằm trong cái khung hình lục giác như thế này. Những cái ứng dụng cơ bản cài sẵn trong máy thì nó được thiết kế riêng một cái icon cho nó luôn. Còn những cái ứng dụng mà giống như là Chrome hoặc là Facebook, những cái ứng dụng bên thứ ba thì nó sẽ được bao quanh bởi một cái viền giống như vậy. Sơ một chút về cấu hình thì dù là phiên bản đặc biệt nhưng mà cái chiếc Oppo Find X Lamborghini này nó vẫn chạy cái nền tảng giống như là những cái phiên bản bình thường, giống như là Snapdragon 845 cũng như là RAM 8GB. Tuy nhiên thì khác với lại cái phiên bản thường vốn chỉ có cái ROM là 256GB thì cái phiên bản này nó được trang bị lên tới cái bộ nhớ là 512GB, khá là đáng chú ý. Và một trong những cái phần quan trọng tiếp theo ở cái phiên bản đặc biệt này chính là chúng ta sẽ có một cái bộ phụ kiện rất là đặc biệt đi kèm. Thì mình sẽ nói lần lượt từng cái phụ kiện đi kèm với nó. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái củ sạc Super VOOC với cái công suất lên tới là 50W, và nó cho cái dòng điện là 10V 2A. Phía Oppo cho biết là cái củ sạc này nó sẽ giúp sạc đầy cái viên pin 3400mAh ở trong cái phiên bản Lamborghini này chỉ trong vòng có 35 phút. Rõ ràng đây là một thời gian cực kỳ là nhanh so với lại cái việc là sạc một cái chiếc điện thoại. Tuy nhiên thì đổi lại thì cái phiên bản này nó chỉ có cái viên pin dung lượng là 3000mAh thôi, còn ở phiên bản thường thì chúng ta sẽ có dung lượng là 3730mAh. Và đi kèm với lại cái củ sạc gấu và đẹp như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một sợi dây, một cái đầu là USB-A và một đầu là USB-C. Với cái phần dây nó được bọc vải và khá là to, khá là xịn, phải nói là cực kỳ xịn luôn. Và tổng thể hai cái thiết bị này nó sẽ cho cái tốc độ sạc cao gấp từ 2 đến 3 lần so với lại cái phiên bản sạc nhanh VOOC bình thường. Và đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái dắt cắm chuyển từ USB-C ra 3.5 để chúng ta nghe nhạc, là những cái tai nghe có dây 3.5. Bởi vì ở trên cái chiếc điện thoại này nó đã được loại bỏ cái tai dắt cắm tai nghe 3.5 rồi. Và nếu không thích cắm tai nghe thì chúng ta sẽ còn một cái lựa chọn khác, đó chính là
một cái tai nghe không dây hoàn toàn all free, cũng phiên bản đặc biệt để cho nó đồng điệu với lại cái phong cách Lamborghini. Và ở đây chúng ta lại một lần nữa gặp lại cái logo bò. Những cái lượng nét thiết kế bên ngoài nó cũng đi theo cái tông màu giống như vậy, với hai màu chủ đạo là màu đen và màu vàng. Và các bạn có thể thấy thì ở bên trong thì cái phần mặt ngoài của cái tai nghe all free á, nếu mà nhìn những cái góc nghiêng khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái đường vân carbon nó nằm ẩn ở bên dưới cái lớp kính như thế này. Đó, nhìn khá là đẹp. Trước giờ chúng ta đã nói rất nhiều về cái chiếc Oppo Find X. Đó là một chiếc điện thoại flagship với cái màn hình tràn viền, với cái thiết kế camera trượt lên trượt xuống để nhận diện khuôn mặt và mở khóa rất là độc đáo, cũng như là cái sức mạnh phần cứng ở bên trong gần như là sử dụng những cái phần cứng top up lại với cái con chip Snapdragon mạnh nhất cũng như là RAM cũng mạnh nhất. Và đặc biệt là ở phiên bản này thì cái việc đó nó lại được đẩy lên thêm một bậc nữa với cái dung lượng ROM lên tới là 512GB. Tuy nhiên thì nó còn có những cái chi tiết về mặt ngoại hình giúp cho những người đam mê về những cái chiếc siêu xe, đặc biệt là cái thương hiệu Lamborghini, có thể là thỏa mãn với cái mức giá đâu đó khoảng chừng 38 triệu đồng. Nghĩa là mắc hơn gần gấp đôi so với lại cái phiên bản bình thường. Và chúng ta sẽ được đổi lại ở tất cả những cái điều đó. Rõ ràng thì mức giá đó là không hề rẻ, tuy nhiên nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại mức giá 14-15 tỷ để có thể mua được một chiếc Lamborghini ở ngoài đời thật. Và bây giờ thì xin cảm ơn các bạn, mình là Nadim Minh Đức, tinh tế.vn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.